Rồi đến với câu 9 đến 14 thì bài toán cho mình một cái mô hình hồi quy tuyến tính à. Thì nó là mối liên hệ giữa x và y. Rồi thì người ta cho thứ nhất đó là n bằng 17. Tiếp theo người ta cho mình một số cái dữ kiện: tổng sigma của x, tổng sigma của y, tổng sigma của x bình, tổng sigma của y bình và tổng sigma của x nhân y. Rồi câu số 9 để bài toán kêu mình xác định sample correlation. Vậy thì mình chỉ việc áp dụng công thức vào đây ha. Sample correlation của mình là r nhỏ xi, đó là bằng ssi chia cho căn của ssx nhân cho si. Rồi ở đây thì ssx của mình đó là bằng tổng sigma của x bình trừ cho tổng sigma của x tất cả bình phương chia cho n. Thứ nhất đó là tổng sigma của x bình phương là cái con số 64297 này ha. Rồi mình trừ cho tổng sigma của x là 97 bình phương. Rồi mình chia cho n. N đây là bằng 17 ha. Ra được con số này. Đây mình lưu vào biến A. Tương tự SII thì nó bằng tổng sigma của y bình phương trừ cho tổng sigma của y tất cả bình phương chia cho n ha. Rồi mình ráp số vào. Tổng sigma của y bình phương đó là bằng 5214,0775. Mình thế số nào ha? 0775. Mình trừ cho tổng của cái y 248,757 chia cho n. Đó ha, thì mình được đó là con số này, mình lưu vào bên. Hay là mình tính SSI. Rồi cũng tương tự tổng sigma của x nhân y nó là con số 18.079,647. Mình trừ cho tổng của x nhân cho tổng của y. Đó là bằng 907 nhân cho 248,757. Mình chia cho n là mình thu được con số này. Mình store vào C ha. Vậy thì cái RSI của mình thì nó là bằng SSI, tức là bằng C chia cho căn của A nhân B ha. Và được đáp án 0.9608. Học về thì đây mình chọn phương án D. Nó kêu nếu như mình tăng cái nhiệt độ lên 1 độ, tức là mình tăng x lên một đơn vị, thì nó hỏi mình cái y của mình thì nó sẽ thay đổi như thế nào, y thay đổi như thế nào. Thì cái mô hình hồi quy tuyến tính của mình là y nó là bằng beta không mũ cộng với lại beta một mũ nhân cho x. Bây giờ nếu như mình tăng x lên một đơn vị, tức là y phẩy của mình bây giờ nó là bằng beta không thì giữ nguyên ha, beta không mũ giữ nguyên cộng cho beta một mũ nhân cho x cộng một, tức là mình thế cái x này, nó bằng x cộng một. Vậy thì nó kêu mình là thay đổi như thế nào thì dễ ha, mình chỉ việc là mình lấy y phẩy trừ đi y, lấy dưới trừ cho trên thì mình trừ đi thì nó chỉ còn lại beta một mũ. Thì nhiệm vụ của mình là mình xác định xem cái beta một mũ này nó bằng bao nhiêu, rồi từ đó thì mình sẽ đưa ra nhận xét đó là nó tăng hay nó giảm. Mà nếu như beta một mũ nó dương thì mình biết nó tăng, beta một mũ nó âm thì mình biết nó giảm ha. Rồi còn cái tăng giảm bao nhiêu thì nó chính là cái độ lớn của beta một mũ. Rồi bây giờ mình xác định beta một mũ trước đi ha. Rồi vậy thì ở đây cái beta một mũ của mình ghi đây, beta một mũ đó là bằng SSI chia cho SSX. SSI của mình thì lưu vào biến C, SSX là biến A ha. Mình lấy C chia A, C chia cho A.
Đây mình được con số 0,3022 ha. Đây, nó sẽ 0,3022. Thì mình sẽ nhìn vào cái đáp án 0,3023 đó. Đó, thì nó chỉ là đáp án A đây hoặc là đáp án C. Rồi mình nhìn vào cái dấu của nó là dấu vuông, tức là nó sẽ là tăng ha, tăng. Vậy thì mình chọn phương án A ở đây luôn ha. Tăng 0,3023 đơn vị. À, thì để cho thuận tiện thì mình sẽ gắn cái beta một mũ này, cái gắn nó vào biến biến dê đi ha. Mình sẽ để đây là chữ dê. Rồi mình tiếp tục câu số 11. Ước lượng cái standard error cho cái beta một mũ. Rồi thì cái công thức của mình ha, căn của sigma mũ bình phương chia SSE, trong đó sigma mũ bình phương của mình nó chính là bằng SSE chia cho n trừ 2. SSE thì bằng SST trừ SR chia cho n trừ 2. Rồi SST của mình thì nó chính là bằng SI. Còn SR nó là bằng beta một mũ nhân cho SSI. Rồi mình lấy cái này mình chia cho n trừ 2. Đó là mình được cái từ ha. Rồi. Thì rồi mình lấy ở SII là mình lưu vào biến B ha. Trừ cho beta một mũ là biến D nhân cho SSI là biến C chia cho n trừ 2 là bằng 15. Đây là sigma mũ bình phương. Và mình lấy cái này mình chia cho SSI vào biến A. Rồi mình lấy căn ha. Đây là thu được đã xấp xỉ 0,0225. 0,0225. Rồi mình chọn 0,0225 là mình chọn phương án E ha. Rồi thì để thuận tiện hơn mình sẽ lưu cái vào một cái biến nữa ha. Mình store vào biến nhét đi ha cho nó dễ. Rồi câu 12 xác định 99% confidence interval cho cái beta 1. Thì cái confidence interval của mình nó sẽ là beta 1 mũ cộng trừ cái lượng T N trừ 2 alpha chia 2, mình nhân cho cái lượng SE vừa rồi. Đó. Vậy thì mình đã có được beta 1 mũ. Đây nó là biến D. Cái SE này thì mình cũng mới tính xong, mình đã lưu vào biến Z. Vậy thì mình chỉ việc là mình tra bằng cái con số T N trừ 2 alpha chia 2 ha. Rồi vậy thì cái ở đây là 99%. Vậy thì alpha của mình nó là bằng 1 trừ đi 0,99 là bằng 0,01. Rồi vậy thì mình tra bằng T ha. Thì mình tra bằng T con số 15 và 0,01 chia 2 đi là 0,005. Mình tra bằng T thì mình được con số này nó là bằng 2,947 ha. Rồi, vậy thì mình sẽ bấm máy. Cái confidence interval của mình nó sẽ là beta 1 mũ là biến D cộng trừ, mình ghi cộng trước ha, 2.947 nhân cho cái lượng SE, tức là cái biến Z. Rồi, vậy thì đây là cạnh trên của mình 0,3685. Rồi, 3685 mình xem đây. Rồi, 0,3686 đó là cái cạnh này nè. Rồi tiếp mình bấm cạnh dưới ha, mình hoàn thành dấu trừ. Đây 0,2359. Rồi ok ha. Vậy thì mình sẽ chọn phương án C. Xác định cái residual là cái thằng sai số cho cái phép quan sát y bằng 1,37 và x bằng 21 ha. Vậy thì mình có như sau. Cái mô hình hồ quy tính tính của mình là y bằng beta mũ 0 beta 1 mũ nhân cho x. Rồi ở đây thì khi người ta cho x bằng 21 thì dựa vào cái mô hình hồ quy tính tính này mình sẽ xác định được một cái y tương ứng, và mình cần xác định cái độ chênh lệch giữa cái 1,37 này với cái y này. Rồi, vậy thì mình đã có beta 1 x beta 1 ở đây rồi, beta 1 mũ ở đây ha, mình đã có rồi. Vậy thì mình xác định beta 0 mũ là được. Rồi, vậy thì mình có công thức ha. Beta 0 mũ của mình nó là bằng y trung bình trừ beta 1 mũ nhân cho x. Còn y trung bình thì nó là bằng tổng của y chia cho n trừ beta 1 mũ.
x trung bình ha, x trung bình thì x trung bình của mình đây là bằng tổng x chia cho n. Rồi và thì mình sẽ lấy tổng của y là 248.5 à 757 chia cho n là 17. Mình trừ cho cái beta một mũ là thằng d nhân cho tổng x là 927 chia cho n là 17 trừ 1.49 để cho nó đúng hơn ha. Mình lưu nó vào biến e đi, y bằng đó là bằng beta không mũ rồi mình đã lưu nó vào biến e rồi ha. Rồi beta một mũ đó là mình đã lưu vào biến d nhân cho x là bằng 21. Đây mình thu đáp án là 4.8537 ha. Vậy thì cái thằng sai số là mình lấy cái thằng nó đúng, tức là 1.37, trừ đi cái thằng mình vừa mới tính, tức là cái thằng mình dự đoán nữa ha. Chữ năng an là bằng trừ 3.48. Đây đáp án e ha. Rồi câu số 14 xác định coefficient of determination ha. Thì mình nhìn cái đáp án này thì nó không hợp lý cho lắm, bởi vì ở cái coefficient of determination là r bình phương nằm trong đoạn từ 0 đến 1 ha. Cho nên là theo mình thì sẽ không chọn đáp án đúng ha. Tuy nhiên bạn vẫn thuộc công thức cho mình ha. Thì nó chính là bằng SSE chia cho SST. Nó là bằng 1 trừ cho SSR chia SST. Rồi, thì bạn thế nó vào SSR thì nó là bằng beta 1 mũ nhân cho SSI. SST này, SST này thì nó là bằng SDI ha.